Biển lớn, Tập Cận Bình tung đòn Zero Covid đánh vào sào huyệt của phe đối thủ chính trị trong ngày đại hội đảng. Bích Trâm cùng ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh TBST News để theo dõi. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới thật tốt lành và bình an. Thưa quý vị thân mến, chính sách gây tranh cãi Zero Covid đã trở nên uy lực hơn nhiều, khiến cả Trung Quốc căng thẳng vì tăng cường phong tỏa khắc nghiệt, tăng cường cách ly, xét nghiệm ngay trong ngày đầu Đại hội Đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh là nơi đã diễn ra đại hội, thêm 7 quận bị phong tỏa bởi vì Zero Covid. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2022, ngày đầu tiên diễn ra Đại hội Đảng ở Trung Quốc lần thứ 20, thì Bắc Kinh tuyên bố là họ đã phát hiện thêm 7 quận bị nhiễm virus Covid-19, với 11 trường hợp xét nghiệm dương tính được đưa vào danh sách chỉ trong có 15 giờ. Bắc Kinh có tổng cộng là 16 quận, và thông tin này đồng nghĩa với việc 13 trên 16 quận của Bắc Kinh đã bị phong tỏa, chỉ có 3 quận là vùng xanh. Phong tỏa tăng cường với lý do Covid-19 vì an ninh an toàn của người Trung Quốc không chỉ diễn ra ở Bắc Kinh, mặc dù đây là nơi diễn ra đại hội. Trung Quốc hiện nay cũng đang áp dụng chính sách phong tỏa khắc nghiệt như vậy trên khắp đại lục. Có tới 25 tỉnh thành được cho là có người nhiễm, hơn 440.000 người có nguy cơ bị chính quyền của Trung Quốc buộc phải cách ly và theo dõi trong khuôn khổ chính sách của Zero Covid. Kể từ ngày 29 tháng 10, tổng cộng 145 trường hợp dương tính với virus đã được báo cáo ở Bắc Kinh. Và thưa quý vị, điều đáng nói là dữ liệu công khai chính thức chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Và tính xác thực của dữ liệu này thường bị thế giới ở bên ngoài luôn đặt ra một dấu chấm hỏi và luôn nghi ngờ. Các địa điểm nguy cơ liên quan đến những người mới nhiễm gần đây ở Bắc Kinh bao gồm tàu điện ngầm, xe bus, khách sạn, nhà hàng, v.v. có liên quan đến ít nhất 11 quận và cũng có liên quan đến nhiều chuyến tàu từ Bắc Kinh Tây cho đến Thái Nguyên, Sơn Tây, Quảng Châu, từ Bao Đồng, Nội Mông, Trùng Khánh đến Bắc Kinh Tây, v.v. và 2 chuyến bay từ Churami, Tân Cương đến Bắc Kinh. Thượng Hải, sào huyệt của phe đối thủ chính trị, dịch Covid bất ngờ bùng phát trở lại. Ngay trong ngày đầu tiên của Đại hội Đảng thì dịch Covid-19 ở Thượng Hải bất ngờ căng thẳng trở lại. Có tới 25.000 người đã được cấp mã đỏ chỉ sau có một đêm. Dân cư Thượng Hải đã đưa tin trên mạng rằng các khu dân cư đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Người dân thì buộc phải tự cách ly ở nhà. Họ lại tiếp tục gõ son, nồi, chậu để phản đối. Xe bus xuất hiện khắp mọi nơi bắt người ta đi cách ly. Có tin đồn rằng một số học sinh trung học ở Thượng Hải cũng đã bị lừa và đưa đến khu vực tái phát triển container để cách ly, và các phụ huynh đã tuyên bố rằng họ luôn sẵn sàng chiến đấu với cảnh sát. Trên một đoạn video đăng tải bởi dân cư Thượng Hải hôm ngày 16 tháng 10 có thể thấy rằng rất đông cư dân ở các khung cửa sổ, những người tạo ra những âm thanh đập, gõ để phản đối cách ly. Một số cư dân đang tranh cãi với một người đàn ông được cho là quan chức của chính quyền. Cư dân này đã tuyên bố rằng các quan chức nên được cách ly cùng dân cư bởi vì họ đã có kết nối chặt chẽ với nhau. Ở khắp mọi nơi ở Thượng Hải thì bạn có thể nhìn thấy những người bị bắt đi và bị cách ly ra khỏi những nơi khác nhau. Các cư dân của Thượng Hải đã bình luận như sau. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ. Tôi sống lâu lắm rồi mới thực sự hiểu như thế nào là đất nước bức mạn sắc. Tôi hy sinh sinh kế của người dân, hy sinh kinh tế, cuối cùng là quan chức cưỡng bức dân nổi loạn. Việc đóng cửa là một dấu hiệu của lòng trung thành của quan chức với Trung ương. Thượng Hải hiện nay được cho là sào huyệt của phe Giang Trạch Dân, đối thủ chính trị số 1 của ông Tập Cận Bình. Và thưa quý vị, đây cũng là địa phương bị phong tỏa khắc nghiệt nhất, lâu nhất kể từ khi Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid. Hiện tại thì trong thềm Đại hội Đảng thì trên toàn đại lục có 3.709 khu vực có nguy cơ cao và trung bình có liên quan đến ít nhất 26 tỉnh. Tính đến 10 giờ ngày 16 tháng 10, cả nước có 2.260 vùng nguy cơ cao, liên quan đến 22 tỉnh và 80 huyện, có 1.449 khu vực rủi ro trung bình, liên quan đến 25 tỉnh và 126 huyện. Có 309 khu vực rủi ro thấp, liên quan đến 26 tỉnh và 122 thành phố thuộc huyện, và khi Trung Quốc chỉ có Tập Cận Bình. Và điều khiến cho thế giới tập trung chú ý đến những kỳ đại hội đảng của Trung Quốc gần đây, và đặc biệt là kỳ đại hội lần này, chính là việc dỡ bỏ tất cả các ảnh của Mao, Marx hay là Lê. Tức có nghĩa là Trung Quốc chỉ có một mình Tập Cận Bình là hạt nhân, là lãnh tụ. Có gì tương đồng giữa Trung Quốc và Nga, giữa Tập và Putin, khi mà cả hai đều muốn trở thành vĩ nhân không chỉ của đất nước họ mà là của cả thế giới? Không chỉ là nằm ở đó mà cả hai đều muốn vẽ lại bản đồ quyền lực thế giới, nói một cách mỹ miều là tìm kiếm một thế giới đa cực hơn, nhưng là bằng mưu mô nhỏ nhen, là bằng chính quyền chính trị nước lớn, là bằng vũ lực và chiến tranh, chứ không phải là sự chuẩn mực của thế giới văn minh mà nhân loại hiện nay đang tìm kiếm. Và đặc biệt là với sự tự ti trong quá khứ của mình, cũng như là họ không còn nhiều thời gian, nên càng khiến họ phải bất chấp mọi thủ đoạn để có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu họ đã tự mình vẽ ra. Vì vậy thì ông Tập có cả quyền lực cứng và quyền lực mềm, trong khi Putin đã thất bại khi mà sử dụng cơ bắp. Giai đoạn qua, Tập đã ít nhiều thiết lập được quyền lực mềm của Trung Quốc đối với một thế lực thế giới, nhưng Tập còn thiếu sức mạnh về cơ bắp. Do đó thì hầu hết ông Tập có một cuộc chiến tranh trong tương lai gần, dù ở phạm vi hẹp hay là chấp nhoáng thì Tập vẫn cần phải có, bởi vì nó giúp cho Tập và Trung Quốc khẳng định và chứng minh sức mạnh của mình nhằm dễ bề thao túng các quốc gia khác. Mặt khác thì dằn mặt và thách thức đối thủ của họ là Mỹ và NATO. Không nóng vội như Putin, Tập lại nhẫn nại thiết lập từng bước đi vững chắc của mình, rồi mới tìm kiếm một cuộc chiến chớp nhoáng nhắm vào mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc. Nó vừa khẳng định sức mạnh quân sự, vừa tính quyết đoán của Trung Quốc. Nó vừa cần thiết cho một quân đội đồng nhất trên thế giới, được thực chiến sau gần nửa thế kỷ, chỉ có huấn luyện và huấn luyện. Và ông Tập sẽ lựa chọn một trong những mục tiêu mà đáp ứng được gần như mọi mong muốn của mình. Và mục tiêu đó chỉ có thể là Biển Đông hoặc là Đài Loan. Với Tập thì trừ khi Đài Loan tuyên bố độc lập, còn nếu không thì Tập sẽ không bao giờ dại dột tấn công Đài Loan bằng quân sự. Bởi lẽ có thể Tập có được hòn đảo này, nhưng Trung Quốc sẽ quay trở về thời kỳ năm 1979. Điều đó càng khẳng định chắc chắn là con chuột bạch Putin ở Ukraine, Tập sẽ không có dại dột mạo hiểm, trong khi ở Biển Đông là dễ ăn nhất. Bởi vì dù sao thì thế giới ít có quan tâm đến chủ quyền cũng như là các tranh cãi chủ quyền ở đây, ngoại trừ tự do hàng hải. Trong khi Trung Quốc lại dễ dàng đáp ứng điều này thì các Trung Quốc cần có là vị trí chiến lược đặc biệt ở khu vực Trường Sa. Mà ở đó tính pháp lý và lịch sử chưa có phân định được rạch ròi, tranh cãi cứ luôn triền miên. Trong khi thực tế đất nước Ukraine có đủ trích lục mà một phần thế giới còn thờ ơ và chia rẽ với nhau. Vì vậy thì chỉ có Biển Đông là đáp ứng tất cả các điều kiện của Tập. Tuy vậy vẫn còn một số quốc gia luôn ngây thơ hoặc là họ sợ hãi mà nghĩ rằng lấy nhân tâm hoặc là nhẫn nhịn thì sẽ lấy được lòng thương hại từ Trung Quốc. Và Trung Quốc sẽ để cho họ yên ổn làm ăn. Mặc dù trước đó lịch sử đã nhiều lần chứng minh sẽ có những suy nghĩ đó là sai lầm. 4 hiểm họa tiềm ẩn cho nhiệm kỳ 3 của ông Tập Cận Bình. Vào ngày 16 tháng 10, Đại hội 20 của Trung Quốc đã khai mạc và có vẻ như không có vấn đề gì ngăn cản được Tập Cận Bình tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 của mình. Thế nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy là tháng ngày ông Tập trải qua trong nhiệm kỳ này sẽ đầy hiểm họa hơn. Trong một bản báo cáo dài 104 phút của ông Tập, có 89 lần đề cập đến từ an toàn. Trong đó quan trọng nhất có thể là vấn đề an toàn của chính bản thân hay là gia đình của Tập, bởi vì có 4 mối nguy hiểm tiềm ẩn về chính trị mà 10 năm cầm quyền của ông Tập để lại. Thưa quý vị, thứ nhất là bỏ qua những bố già trong chiến dịch chống tham nhũng. Thứ hai, hiểm họa trong hệ thống chính pháp. Thứ ba, tức giận của người dân có thể đến giới hạn chịu đựng. Thứ tư, những tai tiếng chống lại ông Tập ở nước ngoài đang ngày càng tăng lên. Đánh giá trong số hơn 570 quan chức cấp cao mà ông Tập Cận Bình đã xử lý trong 10 năm cầm quyền cho thấy rằng những kẻ chống lưng cho họ chính là Giang Trạch Dân hay là Tăng Khánh Hồng. Những phần tử tham nhũng nghiêm trọng nhất ở cấp cao nhất của Trung Quốc này cũng đã biến Trung Quốc thành đảng tham nhũng nhất trên toàn thế giới. Sự thối nát của Trung Quốc đã đến giai đoạn cuối của bệnh ung thư, không ai có thể phục hồi được, không ai có thể chữa trị được. Tuy nhiên, ông Tập không có bỏ cuộc mà ông tin rằng nếu như giang sơn đỏ của Trung Quốc không nằm trong kiểm soát của ông thì nó sẽ thật sự kết thúc. Vì thế, ông luôn chuyên tâm bảo vệ đảng cho nên đã thỏa hiệp với Giang và Tăng. Và đây cũng là lý do không thể nào bỏ qua hai bố già này. Giang và Tăng đã tận dụng tối đa điểm yếu này của Tập Cận Bình cho phe cánh của họ và gây rối cho Tập. Do đó, trong vòng 5 năm qua thì số thân tín còn lại của Tập không còn ai là mấy. Ở cách đây 5 năm thì vẫn có nhiều người Trung Quốc ví ông Tập như là Tập vĩ đại. Nhưng bây giờ thì thưa quý vị, xu thế chung là đều dùng những từ khó nghe để nói về ông Tập. Xét về 4 nguy cơ an ninh nghiêm trọng nêu trên, thì nhiều khả năng nhiệm kỳ thứ 5 sắp tới của ông Tập Cận Bình sẽ luôn sống trong cảnh giác và bất an đây. Theo báo cáo của ông Tập tại Đại hội 20, ông Tập đã 17 lần đề cập đến đấu tranh. Trước đây thì ông Tập cũng đã nhiều lần lặp lại từ đấu tranh. Và nếu như ông Tập Cận Bình tiếp tục để cho Giang, Tăng hay là Mạnh hay là Quách tự tại mà không có bị trừng phạt, thì ông Tập chính là người có thể khó tránh khỏi kết cục như là số phận của cựu tổng thống Ceaușescu của Romania. Ngược lại, nếu như ông Tập Cận Bình có đủ sáng suốt để từ bỏ con đường còn đảng còn mình, qua đó dũng cảm bắt giữ Giang, Tăng, Mạnh và Quách và giải thể Trung Quốc, thì vận mệnh của ông có thể bước vào một con đường khác, vẽ ra một viễn cảnh khác. Thưa quý vị, hai viễn cảnh trên đều tồn tại sau Đại hội 20 của Trung Quốc và bức tranh như thế nào còn phụ thuộc vào lựa chọn của chính ông Tập. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phân tích và bình luận trên kênh TBST News. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi bằng cách bấm like, share, subscribe và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những bản tin mới nhất. Bích Trâm xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.